Tin mừng Chúa Jesus Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, người Do Thái sầm sì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống." Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả. Sao bây giờ ông ta lại nói tôi từ trời xuống?" Đức Giêsu bảo họ: "Các ông đừng có sầm sì với nhau. Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến. Chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Suy niệm tin mừng hôm nay cho chúng ta tìm đến với Chúa Giêsu là bánh trường sinh ban cho chúng ta sự sống đích thực. Chúa Giêsu là bánh trường sinh. Người Do Thái đòi hỏi Chúa Giêsu một dấu lạ để minh chứng mình là Mô-xê mới và liên kết với phép lạ hóa bánh và Mô-xê. Họ nhớ đến manna. Chúa Giêsu từ chối nhưng lại cho thấy mình đã trội vượt cả Mô-xê. Đúng thế, Mô-xê đã nuôi dân Do Thái bằng một thứ bánh từ trời. Đúng vậy, Mô-xê đã giải cơn khát của dân nhờ nước chảy ra từ tảng đá. Nhưng dù bánh và nước, Mô-xê cũng không ngăn cản họ khỏi chết. Chúa Giêsu không ban bánh, không đập vào tảng đá, nhưng người còn ban điều quý giá hơn. Chính người là bánh trường sinh ban cho con người sự sống đời đời. Chính Chúa Giêsu là tảng đá, từ người chảy ra dòng suối giải khát muôn người và ban cho họ sự sống vĩnh cửu. Trong truyền thống Do Thái, người ta hiểu manna và nước chính là biểu trưng của lề luật Thiên Chúa ban qua Mô-xê. Chúa Giêsu còn trỗi vượt hơn Mô-xê. Chính người là sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã đi vào trần gian để dạy cho con người cách sống đẹp lòng Thiên Chúa. Ai lãnh nhận và sống theo sự khôn ngoan này sẽ có đời sống vĩnh cửu nơi mình. Nhờ Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà lời nguyền rủa đè nặng trên con người bị tẩy xóa đi. Theo nghĩa này, con người sẽ không chết nữa, vì họ mang nơi mình mầm sống sẽ triển nở trong Thiên Chúa một khi thân xác họ bị hủy hoại. Đoạn phúc âm hôm nay là bước chuyển từ lời Thiên Chúa đã đến từ trời sang bí tích thánh thể. Tôi trao ban chính là thịt tôi để cho thế gian được sống. Ngôi lời hóa thành xác thể, mầu nhiệm nhập thể ẩn hiện, đi đến tận cùng của nó. Cái chết của Chúa Giêsu trở thành nguồn sống cho nhân loại. Đức tin, một quá trình đấu tranh. Lời Chúa Giêsu khẳng định: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống", đã gây nên
một cuộc tranh luận sôi nổi trong dân chúng. Họ tranh luận vì không thể hiểu được một Giê-xu mà họ biết rõ nguồn gốc, thành phần gia đình sao lại từ trời xuống được. Những gì họ biết về người với những gì họ nghe từ miệng người hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Điều đó khiến họ xì xào, bàn tán, nghi ngờ và rồi nhiều người không tin. Với mỗi người chúng ta hôm nay, đây cũng quả là một vấn đề thời sự. Chúng ta vẫn phải đối diện với mầu nhiệm Thiên Chúa trong cuộc sống đức tin của mình. Thiên Chúa vừa xa lạ lại vừa gần gũi, vừa dễ hiểu lại vừa mầu nhiệm khôn lường, khiến ta không hiểu thấu đáo. Để tin nhận hoàn toàn cả ý chí lẫn lý trí, đòi chúng ta phải không ngừng khám phá, không ngừng tra vấn. Có thể nói được rằng đức tin là cả một quá trình đấu tranh. Đấu tranh trong lý trí để chấp nhận những gì vượt quá trí hiểu của con người. Đấu tranh trong ý chí để chấp nhận yêu mến, tôn trọng những gì tầm thường trong cuộc sống lại chứa đựng sự cao siêu. Trong một con người Giê-xu tầm thường, người ta tưởng rằng đã nắm rõ, biết rõ, vậy mà lại là đấng từ Thiên Chúa mà đến. Đấng mang lại sự sống muôn đời, không thể nào khám phá hết được. Quả thật, đức tin của mọi tín hữu luôn bị thử thách nặng nề. Cái chết, cái đói, nhiều thứ khó khăn đau khổ đang bao trùm toàn xã hội. Chúa đang ở đâu? Chúa Giê-xu không ban bánh, nhưng Người còn ban điều quý giá hơn. Chính Người là bánh trường sinh, ban cho con người sự sống đời đời. Chính Chúa Giê-xu là tảng đá, từ Người chảy ra dòng suối giải khát muôn người và ban cho họ sự sống vĩnh cửu. Quả vậy, chính nhờ tin vào Chúa Giê-xu mà hiện có rất nhiều người đang dấn thân bất chấp nguy hiểm để đến chia sẻ bác ái, từ vật chất đến tinh thần cho bà con gặp khó khăn. Cũng có nhiều anh chị em được Chúa tác động cách này hay cách khác mà dù chưa có đức tin vẫn hăng say, can đảm và nhiệt huyết yêu thương quảng đại giúp đỡ người khốn cùng. Hãy kiên vững với đức tin của mình. Luôn cầu nguyện và phó thác mọi sự trong vòng tay quan phòng đầy tình yêu của Thiên Chúa. Dự lễ rước mình Thánh Chúa, cố gắng thực thi bác ái, chuyên cần cầu nguyện cho nhau và cố gắng hiệp thông với giáo hội. Chúng ta cần có một đức tin mạnh mẽ vào Chúa Giê-xu Ki-tô Thánh Thể và thể hiện đức tin ấy bằng chính đời sống yêu thương, phục vụ của mình. Hãy subscribe.
thiện hảo khi gần Chúa, hồn khao khát mong chờ phút này được liên kết với Ngài từ đây. Trời